Thưa quý vị, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2022, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành và địa phương. Ngày 6 tháng 9, đoàn công tác đã làm việc với Tổ chức Du lịch Golf Thế giới IAGTO để xúc tiến tổ chức Đại hội Du lịch Golf Châu Á-Thái Bình Dương tại Đà Nẵng vào năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết cho biết, lãnh đạo thành phố hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để IAGTO xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội tại Đà Nẵng, đồng thời đề nghị IAGTO thông qua các kênh thông tin và đối tác chương trình hoạt động của mình để hỗ trợ quảng bá Đà Nẵng nhiều hơn đến cộng đồng du lịch golf thế giới. Tiếp đón ngày 7 tháng 9, ngay sau buổi thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Ireland, đoàn đã tổ chức tòa đàm Đà Nẵng Business Roundtable với sự tham dự của đại diện gần 30 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp tại Anh. Sau phần giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư kinh doanh, một số dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của Đà Nẵng, các đại biểu đã tham gia phiên thảo luận, kết nối tìm hiểu thông tin cụ thể hơn về cơ hội đầu tư và du lịch của thành phố. Kết luận buổi tòa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, chính quyền thành phố sẽ nỗ lực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cam kết tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án và hoạt động kinh doanh. Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với tổ chức Facing the World và Trường Đại học Tây Anh